Xin kính chào toàn thể anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh Hát Kinh Ngập Audio. Thì ngày hôm nay em có quay cho anh em là những con phân đàn chép. Đấy, em xin phép thì ở cái video này em được nói sâu hơn về cái tác dụng nó mang lại đến cho anh em. Đấy, thì em cũng làm rất nhiều là video về các cái con phân đàn chép khi lắp vào chép rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay em sẽ xin phép được nói sâu hơn. Bởi vì sao? Bởi vì đây nhá, như anh em thấy ở trước mặt là những cái con chép ở đằng sau này là em đã lắp chân. Những con này thì em sẽ lắp chép của công ty em để mang đến cho anh em. Còn đây là những con chép riêng nhá, không lắp chân. Thì những con này thì em đang để cho anh em với giá là 210.000 một cặp, 210.000 một cặp. Để anh em nào mà cần thiết có thể lắp vào chép tại nhà của anh em để sử dụng. Thì tại sao em phải quay video này? Bởi vì những con như thế này, nhìn nó nhỏ nhắn này thôi, xinh xắn này thôi, nhưng mà nó mang đến cho anh em những cái tác dụng rất là tốt. Đấy, những em nào mà thích cái giải chép ấy thì lên sắm cho mình một đôi chép như thế, một đôi phân tần chép như thế này. Đấy, nó làm tăng cái giải tần. Đấy, làm cho anh em cái tiếng chép nó được tơi nhuyễn. Đấy, tốt hơn, tách bạch hơn. Đấy, thì ở trên một con phân đàn chép như này nó được trang bị những cái con tụ 2.2 rất là tốt. Đấy, gồm những cái mạch có cả chip chống cháy cũng như là cái tụ cản rất là tốt. Tại sao? Bởi vì nó thiết kế như này để mang đến cho anh em khi nó lọc qua cái con phân đàn chép này rồi, nó sẽ mang cho anh em những cái tiếng chép nó được tơi nhuyễn hơn. Đấy, sạch sẽ hơn, như là cái độ tách bạch cao hơn. Đấy, mà những con này thật sự là phải nói những em mà chơi chép lâu năm, rất là nhiều anh em đã từng lấy của em những con phân đàn chép như thế này. Đấy, và cho những cái phản hồi rất là tốt. Đấy, những con phân đàn chép như này nó chỉ có giá là 210.000, nhưng mà nó đem lại cái chất lượng của con chép được cải thiện lên rất là nhiều. Đấy, thế nên là anh em lên cân nhắc khi sắm cho mình một đôi phân dần chép như thế này để cải thiện lên cái đôi chép của mình nhá. Thì em để với giá là 210.000, thì anh em nào quan tâm có thể liên hệ đến số điện thoại 0963411622. Em luôn dành những đôi chép như thế này để mang đến cho anh em đã hàn sẵn dây nhá, những con dây về anh em chỉ việc đính vào chép. Đấy, nghe rất là tơi nhuyễn. Đấy, thì anh em cũng đừng quên like cũng như là đăng ký kênh, cái nút đăng ký kênh màu đỏ rất là tươi ở bên phải, anh em có thể là nhấn một phát vào cho em để anh em có thể là sau khi đấy, xem những video này thì em còn rất là nhiều video muốn gửi tới cho anh em, thì anh em có thể là theo dõi được thêm. Đấy, mong anh em ủng hộ em và xin cảm ơn mọi người.